Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh chào anh em. Giới thiệu với anh em một cái lô hàng số lượng lớn nhá. Thòng bẫy đa năng, thòng bẫy chồn đèn này, thòng bẫy bìm bịp này, thòng bẫy cuốc, thòng bẫy đa đa và bẫy được cả chim cút nữa nhá. Thì cái loại này gọi là thòng bẫy đa năng. Vẫn là lô hàng cũ, lô hàng đẹp, chất lượng cao. Đây các bác nhìn này. Cái này tôi làm lại để cho các bác thấy được là cái sản phẩm bên shop cung cấp là như thế nào. Và thông báo với các bác là đã có hàng số lượng nhiều. Anh em mua hàng là không phải lo thắc mắc về cái chuyện không có hàng nhá. Đảm bảo phục vụ các bác đủ số lượng hàng nhá. Đây các bác nhìn này. Hàng này hàng rất đẹp nhá, làm rất là kỹ, rất là cầu kỳ nhá. 10 khung này. Một bộ gồm có 10 khung này. Các bác nhìn này. 10 khung là lên nhau đều cả 10 chẳng chặn luôn nhá. 10 khung đều cả 10. Cái miếng gỗ này, miếng gỗ dưỡng này các bác nhá, là bằng đã được sơn bằng lớp PU nha, bằng lớp PU để chống thấm nước nha các bác nhé. Và cái tay cầm này thiết kế cho các bác là khuyết xuống để các bác thò tay vào nắm rất là dễ, rất là gọn gàng. Và cái tay cầm này là sẽ làm bằng tay cầm inox các bác nhé, tay cầm inox. Đấy, từng chi tiết một, chi tiết nào cũng làm rất là cẩn thận, rất là kỹ càng. Ở dưới này thì mình khoét chéo hai cái này, hai góc khuyết này để tạo ra cái tính thẩm mỹ nhá, tính thẩm mỹ cho một thòng nhìn nó cái khuôn cái form nó đẹp hơn nhé các bác nhé. Đấy. Và cái này thì về chất liệu ấy là cái khung này ấy, thì là bằng khung thép AC. Thép AC không gỉ nhá các bác nhá. Và dây thòng ấy thì sẽ là bằng dây cước. Dây cước đan. Đan 4 các bác nhá. Chủ yếu thòng là cước đan 4 này các bác. Đan 4 này. Và đan theo kiểu Tết Sam. Đan theo kiểu Tết Sam. Đan theo kiểu Tết Sam ở đây ấy, có nghĩa là đan giống như sam tóc ấy. Đấy các bác nhìn này. Đây giống như sam tóc này. Phải đan từng sợi vào với nhau một, chứ không phải là xe tròn 4 sợi vào nhau nhé. Và phía cuối này là có dây dù siêu bền các bác nhé, dây dù siêu bền và khuyên đồng. Đấy, khuyên đồng và dây dù siêu bền. Cái này thì các bác hoàn toàn yên tâm về cái trọng lực, trọng lượng mà cái dây thòng này nó chịu được, là nó chịu được cả mấy chục ký luôn nhé. Thế còn cái sức dứt của chim thú chồn cuốc thì đảm bảo các bác là không có thể nào mà tuột được, không thể nào mà đứt được đoạn liên kết dù siêu bền hay là khuyên đồng nha các bác nhá. Thế còn cái mối liên kết này, mối liên kết giữa khung với lại dây này là quấn bằng dây đồng hết các bác nhá, quấn bằng dây đồng nhỏ keo cho không bị bung đầu ra, chứ không phải dạng quấn bằng dây chủ, dây chỉ, dây dù đâu nhá. Các bác chỉ lưu ý kỹ là thòng bên này là hàng cao cấp, loại đẹp thì giá thành nó sẽ cao. Các bác mua thì chịu khó là chơi hàng đẹp thì là giá nó sẽ đắt, tiền nào của đấy thôi các bác nhá. Dây ấy, cước là dây cước đan, đan 4, đan theo kiểu Tết Sam tóc, không phải là dây thòng đan theo kiểu xe tròn đâu nhá. Kiểu xe tròn là 4 sợi nó quấn vào nhau như vậy ấy, là có độ xoắn sẵn rồi. Thì các bác đi đánh ấy, nó mắc bổ ấy là rất là dễ xoắn, và cái kiểu đan vậy là thòng nó không có bền nhá, thòng không bền. Anh em chơi Văn Nghệ không nói nhá, nói chung là anh em có chơi lâu rồi thì sẽ biết là cái kiểu đan đấy là nó không được chuẩn, không được ngon lành bằng cái kiểu này nhá. Thì cái này là làm rất là cầu kỳ, thì cái giá thành nó là hơi cao, các bác mua hàng phải lưu ý nhá. Thòng thì bây giờ nó có rất nhiều giá, thòng 450 cũng có, 500 cũng có, 550 hoặc là 650 tùy. Nhưng mà với cái bộ thòng này nhá, với cái bộ thòng này thì giá nó hơi cao một chút, thì nó tùy vào các bác nhận hàng nhanh hay nhận hàng chậm, giá nó dao động hơn 600 đến 700 nghìn. Các bác muốn biết thì các bác cứ alo chi tiết, alo trực tiếp cho shop nhé, để shop hướng dẫn tư vấn các bác về cách đặt hàng hay là giới thiệu thêm về sản phẩm kỹ cho các bác. Thì các bác nhận hàng chậm thì giá nó sẽ thấp hơn một chút, các bác nhận hàng nhanh thì giá nó cao hơn. Nhưng nói tóm lại là cái bộ này shop đang bán với cái giá mà bao ship chuyển phát nhanh cho các bác nhé. Bác lưu ý này, bao ship chuyển phát nhanh cho các bác là với cái giá là 700.000 nhé, 700.000 cho một bộ thòng khung đa năng 10 khung. Và các bác nhận ship chậm ấy, nhận hàng chậm ấy, thì sẽ là 650 nhá. Đấy, 650. Thế còn các bác mà mua thòng với lại đồ khác hoặc là mua nhiều thì sẽ được chiết khấu với giá thành nó sẽ thấp hơn. Đây chỉ nói lại cho các bác là thòng và chim mồi. Thòng bẫy này, chim mồi giả, hàng đã có nhiều để phục vụ các bác. Hàng thì con nào cũng cực kỳ là đẹp. Đây con cuốc này. Rất là đẹp, rất là mượt mà. Con mềm mịn này. Các bạn thấy có mắt giả này, mắt giả, thấy mắt giả này, lông lá tròn, hàng này là hàng nhồi bông, mượt mà nha các bác nhé.
không có bị móp mép, không có bị hốc hác như là cái hàng tiêm nha các bác nhé. Lưu ý là shop không làm hàng tiêm, chỉ làm hàng nhiều bông thôi. Và cái lượng số lượng thòng này, số lượng thòng đa năng này về cũng rất là nhiều, đủ để cung cấp cho các bác nhé. Các bác có nhu cầu là cứ liên hệ trực tiếp với shop nhé. Không phải lo hết hàng nữa, hàng này thì hàng rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Các bác mua thì mới lúc đặt hàng ấy thì các bảo là nó đắt hơn 50-100 thì công nhận là có đắt hơn thật. Nhưng mà khi các bác nhận được bộ thòng ấy thì đảm bảo các bác rất là ưng ý, các bác không phải chê điểm gì hết nhé. Đắt thì nó lại sắt ra miếng. Đây các bác nhìn làm rất là kỹ, hàng rất là đẹp, chuẩn chỉ nhá. Đây các bác chơi thì hiệu quả thì là hiệu quả rồi, nhưng mà nó còn thể hiện là cái mức độ đẳng cấp chơi. Các bác chơi bộ thòng đẳng cấp này thì thể hiện được cái bản lĩnh chơi của mình nhá. Đây, rất là đẹp, hàng cao cấp nhá. Rồi xin cảm ơn các bác nhé, chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau. Các bác nào mà đang theo dõi nhá, video trên kênh YouTube của shop mà chưa đăng ký kênh thì các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Đăng ký kênh hoặc các bác bấm vào cái chuông bên cạnh để các bác nhận được những cái thông báo mới nhất và những cái video mà shop đăng tải giới thiệu về các sản phẩm cho các bác nhé, để cho các bác nhận được những thông báo mới nhất về những video đó. Chim mồi giả này, thòng bẫy đa năng, loa điều khiển từ xa các loại, phụ kiện cho anh em đam mê. Các bác có nhu cầu là cứ liên hệ bên này shop nhá. Rồi xin cảm ơn, chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Xin chào.